báo cáo thế này với em là mình nhà sao đó. À em chào thầy ạ. Đây là hai chú môn. Nhìn thầy thanh niên và các bạn. Đâu có đây có thầy. Em chào thầy. Chào lãnh đạo. Dạ không ạ. Tôi vừa mới chào lãnh đạo công an. Thấy mỗi xe đạp xịt hai lốp. Đây các cụ ấy sao lại phải chiếu trên đây ta đạp. Sướng nhỉ, chơi bập bênh những trẻ con ấy. Hồi trước trẻ con là coi như là cứ phải bám vào đấy, còn làm cái dây xong bám vào cái xanh của chị. Tôi đi sơ tán, tôi sơ tán, tôi sơ tán, tôi sơ tán. Ôi xanh của chị. Để tao biết gì. Ba quả bây giờ. Bây giờ cần phải nhiều. Lúc này lúc cần phải nhiều. Giờ ở cả rồi luôn. Là đâu rẻ, đâu 2 năm 3 năm mới rẻ. Bỏ năm nào rẻ. Chưa đi. Xưa mà nhà có cái này hả? Nhà nào có cái này cũng là sang đấy nhá. Cái này này. Ông anh đi Nga về mà. Cái này mới là thời Pháp này. Là ngày này có hợp đồng như này, quý này. Thầy Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng. Hồng vừa chắc được. À, chắc con công này. Con công ngày xưa là nhất đây. Trong tương lai